Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Harry Quân khốn khổ vì bị Trấn Thành bắt nạt cà khịa trong bữa ăn. Mới đây, Harry Quân đăng tải trên Facebook một đoạn clip quay lại cảnh trò chuyện của hai vợ chồng trong một quán ăn. Trong suốt cuộc trò chuyện, Trấn Thành liên tục bắt bẻ và cà khịa bà xã, từ việc cô phát âm sai tiếng Việt đến việc cô livestream ít người xem. Harry Quân cũng không phải dạng vừa khi dọa dẫm Trấn Thành, giờ vui lát chưa chắc vui và tuyên bố lát ông xã về sẽ ngủ trên sofa. Khi thấy mình yếu thế hơn, Trấn Thành bỏ thuốc ra uống và giải thích rằng lo gây lộn với vợ nên bệnh. Có con vợ nói nhiều nên bệnh. Có đoạn clip Harry Quân than phiền từ hồi lấy chồng xong tiếng Việt của mình tệ hơn. Trấn Thành ngạc nhiên đáp, trời ơi, từ một con không biết nói gì hết trơn, giờ còn gây lộn được luôn. Trong suốt cuộc trò chuyện, cặp đôi còn dành cho nhau những cử chỉ đáng yêu khiến cho dân mạng phát cuồng vì độ dễ thương. Clip nào của anh chị, em cũng xem đi xem lại rất nhiều lần vì quá dễ thương. Cưng lắm nha, cưng vậy ai chịu nổi, đôi này đáng yêu nhất showbiz Việt, là một số bình luận của cư dân mạng. Harry Quân tố Trấn Thành ăn cắp tiền giữa đường phố vì chiếc xe đạp kỳ lạ. Tối ngày 4 tháng 9, Trấn Thành đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc vui chơi của anh và bà xã Harry Quân trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Trong clip, anh đã lấy tiền từ tay Harry Quân để có được cơ hội ngồi lên chiếc xe kỳ lạ. Nhìn tưởng dễ ăn mà ăn không dễ, ai chơi thử trò này rồi mới hiểu nỗi khổ tâm của Sinh nè. Theo chia sẻ của Harry Quân, trong clip Trấn Thành đã mượn cô 5.000 won, khoảng 95.000 đồng để thử đạp chiếc xe kỳ lạ. Chủ nhân của chiếc xe này cho biết 5.000 won khách hàng sẽ có 2 lần chơi. Nếu thắng thì nam danh hài sẽ nhận được số tiền 50.000 won là khoảng 950.000 đồng. Nói về điểm đặc biệt của chiếc xe đạp khiến cho Trấn Thành mê mẩn, Harry Quân cho biết cái phần tay lái bị ngược. Nếu mình bẻ tay lái sang trái thì bánh xe sẽ quay sang phải. Nếu đạp xe qua đoạn vạch, bạn sẽ được 50.000 won. Dù chủ nhân chiếc xe yêu cầu Trấn Thành không được tập, nhưng anh vẫn tranh thủ tập luyện với mong muốn nhận được tiền thưởng. Sau hai lượt chơi thì Trấn Thành vẫn không thể điều khiển được chiếc xe kỳ lạ qua vạch được đánh dấu từ trước. Điều này đồng nghĩa với việc nam danh hài chịu mất số tiền 5.000 won trước đó. Chứng kiến ông xã thua thê thảm thì Harry Quân không những không động viên mà còn yêu cầu anh trả lại số tiền đã lấy của cô để thỏa mãn mong muốn được ngồi và lái thử chiếc xe đạp kỳ lạ trên. Thay vì trả tiền cho vợ, Trấn Thành than thở chuyện trong ví của anh không còn một đồng nào. Ít giây sau thì nam diễn viên tuyên bố số tiền 5.000 won đó là tiền của anh. Nghe thấy vậy thì Harry Quân tố ông xã ngay trên đường phố Hàn Quốc, trời ơi, ăn cắp tiền của tôi. Trấn Thành là một trong số những nghệ sĩ chăm chỉ cập nhật trang cá nhân. Anh thường đăng tải những ảnh, clip hậu trường hay cuộc sống hàng ngày của anh và bà xã Harry Quân với sự hài hước duyên dáng vốn có của Trấn Thành kết hợp cùng với sự mặn mà của Harry Quân. Cặp vợ chồng này đã mang đến rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Trấn Thành gây sốc khi thẳng tay tát yêu Harry Quân nơi công cộng. Đoạn clip vô cùng hài hước được chính tay Trấn Thành ghi lại trong lúc hai vợ chồng đi mua sắm khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Mới đây trong một đoạn clip hài hước được Trấn Thành tự tay quay lại cảnh anh và bà xã Harry Quân đi mua sắm cùng nhau. Đoạn clip bắt đầu khi Harry Quân nhảy múa sung sướng trong trung tâm thương mại tới mức chạo chân suýt ngã. Trước hành động này của bà xã, Trấn Thành lên tiếng mắng yêu. Cho vừa nhé, làm cái gì vậy, hả? Múa cho dữ, rồi vấp té là sao? Sau một hồi bị Trấn Thành trêu chọc, Harry Won không chịu được, quay lại lườm chồng, tức giận, phẫn nộ rồi đấy. Ngay lập tức không ngần ngại, Trấn Thành thẳng tay tát vào mặt Harry Won và nói, mặt đó là mặt gì, phẫn nộ hả? Có thể dễ dàng nhận thấy trong suốt đoạn clip, đây không phải lần đầu duy nhất Trấn Thành thẳng tay tát vợ. Theo đó, Harry Won lại chê Trấn Thành để kiểu tóc cũng xấu nên bị đánh vào đầu thêm phát nữa. Sau tất cả hai tình cảm bên nhau, đây chỉ là clip đùa giỡn giữa họ. Đến cuối clip, Trấn Thành và Harry Won vẫn hôn nhau đầy yêu thương. Trước đó, Trấn Thành đăng tải loạt hình 3 năm trước khi anh kỳ công chuẩn bị cho buổi cầu hôn lãng mạn. Chia sẻ trên trang cá nhân, Trấn Thành viết, ngày này 3 năm trước, bài đặt dại dột làm soái ca ngôn tình, bây giờ trả giá cả đời nghen, cho mày chừa, I love you bà xã. Đáp lại tình cảm của chồng, Harry Won chia sẻ bức ảnh kỷ niệm với lời nhắn, hình như ngày ấy ông ấy điên rồi. Đáp lại tình cảm của Trấn Thành, bà xã Trấn Thành trực tiếp đòi quà dưới bài viết của ông xã. Hôm nay có quà gì không nhân dịp cầu hôn cách đây 3 năm trước? Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải.
phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.